Thì Diều Máy xin giới thiệu quý bà con máy ép nước mía Takeo TK750. Đây là đầu ép nước mía làm hoàn toàn bằng inox. Máy ép nước mía 750W, ép tốc độ nhanh, có thể ép được cây lớn. Và bã ra sẽ kiện hết luôn chỉ trong một lần ép. Sẽ quay cận cảnh vào runo của máy ép. Máy có cấu tạo 3 runo, ép một lần sẽ kiệt sạch nước đến 95-97%. Bã ra khô luôn nha bà con, không cần phải ép lại. Bà con có thể nhìn thấy là máy ép rất là êm, trơn tru. Đây mới là hai cây nước mía đây các bạn, hai cây mía mà đã được một bát tô nước rồi.